Các bạn đang nghe truyện trước tu chư thiên vạn đạo lại tu tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 213, Thử sâu cạn, 1 Được, vậy hôm nay ta sẽ thử sâu cạn của ngươi. Giang Tuyền thản nhiên nói. Dứt lời, Giang Tuyền tiến đến bàn trà, ung dung ngồi xuống. Hắn phất tay áo, một cây cổ cầm liền hiện ra trên bàn trà trước mặt. Cây cổ cầm mang dáng vẻ cổ xưa, nhiều chỗ đã phủ vết tích thời gian, rõ ràng là đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng nhóm lão quái chứng kiến cảnh tượng này trong lòng không khỏi dậy sóng vừa nhìn là biết gian tuyền không phải tay mơ tâm tư bọn họ lúc này đã nổi lên ngàn cơn sống dữ đệ tử của tề lão quỷ rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào sao cái gì cũng biết hơn nữa còn tinh thông đến mức độ khủng khiếp như vậy tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng cuộc tỉ thí vẫn phải tiếp tục bởi vì bọn họ vẫn không cam tâm lúc này nữ tử cầm sáo bước lên, chấp tay thi lễ. Đệ tử Hà Y Mạn xin sư huynh chỉ giáo, Giang Tuyền đưa tay ra hiệu, mời, Hà Y Mạn cũng không dài dòng, đưa Ngọc Tiêu lên môi. Trong chớp mắt, tiếng tiêu thanh thúy vang vọng khắp đất trời, khiến dòng sông bên cạnh bỗng chốc ngưng dòng, chim chóc trên trời ngừng bay. Giang Tuyền vẫn ngồi yên, lặng lặng lắng nghe. Bỗng nhiên, tiếng tiêu chuyển điệu, dòng sông như bị chém đứt, chim chóc đồng loạt rơi xuống. Y bào Giang Tuyền ngồi phía sau cây cổ cầm bỗng nhiên bay phần phật, tựa như đang ở giữa cơn cuồng phong bão tố. Điều kỳ lạ là, những người khác dường như không hề cảm nhận được gì, xung quanh vẫn một mảnh tĩnh lặng. Ngay sau đó, tiếng tiêu của Hà Y Mạn lại biến đổi, trở nên gấp gáp và sắc bén. Giang Tuyền bỗng cảm thấy như mình đang ở giữa sa trường, trước mặt là hàng vạn quân địch đang ào ạt tiến đến, vô số tảng đá từ xe ném đá bay tới tấp về phía hắn. Tiếng tiêu lúc này như tiếng gầm rú của vạn quân, như tiếng vó ngựa ầm ầm trên chiến trường. Giang tuyền đưa tay gãy lên dây đàn, trong chớp mắt, một giai điệu du dương, trong trẻo vang lên, tựa như tiếng suối róc rách, như tiếng mưa đêm rơi xuống, khiến lòng người bình yên, thư thái. Lập tức, binh lính trên chiến trường bỗng chốc biến mất, trên mảnh đất hoang tàn bỗng đổ mưa phùn, những mầm non mới nhú lên từ lòng đất. Hà y mạng nghe vậy, sắc mặt biến đổi. Không ngờ Giang Tuyền có thể hóa giải sát chiêu của nàng dễ dàng như vậy. Tiếng tiêu lại biến đổi, những hạt mưa trên bầu trời bỗng hóa thành vô số phi đao, hàng quang lạnh lẽo khiến người ta phải nhắm mắt. Theo từng nhát phi đao rơi xuống, những mầm non vừa nhú trên mặt đất bị chém đứt, vỡ vụn. Nhưng khi nhìn kỹ, lại phát hiện, từ vết cắt của những mầm non ấy lại chảy ra máu tươi. Bỗng chốc, khung cảnh chiến trường lại thay đổi những mảnh vụn của mầm non trên mặt đất bỗng hóa thành vô số thi thể không còn nguyên vẹn, cả chiến trường nhúng một màu đỏ tươi, máu chảy thành sông. Giang tuyền một tay lướt trên dây đàn, đầu ngón tay linh hoạt gãy từng nốt nhạc. Tiếng đàn cũng theo đó mà biến đổi, mang theo sát ý lạnh lẽo. Hoành, trên bầu trời chiến trường bỗng xuất hiện một thanh cự kiếm, xé gió xoẹt qua, chém thẳng xuống chiến trường, trực tiếp chẻ đôi cả vùng đất ấy. Chiến trường vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ rồi biến mất. Lúc này, Giang Tuyền không hề hay biết, khi tiếng đàn của hắn vang lên, không gian xung quanh bắt đầu vặn xoắn. Nhóm lão quái cũng cảm nhận được sát ý lạnh lẽo ập đến. Phục, một lão quái phun ra một nguồn máu tươi, ngẩng đầu nhìn Giang Tuyền đang gãy đàn, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Những lão quái khác cũng không khá hơn, sắc mặt trắng bệch, vội vàng vận chuyển linh lực để chống đỡ âm công khủng khiếp từ tiếng đàn tề lượng phu thấy không gian xung quanh sắp sụp đổ, vội vàng vận chuyển linh lực ổn định không gian. chắc một tiếng vỡ vụn vang lên, ngọc tiêu trên tay hà y Mạng gãy làm đôi, nàng ta cũng lùi lại vài bước, phục một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. ta thua rồi. hà y mạn ngẩng đầu nhìn giang tuyền đang ngồi phía sau cây cổ cầm trong mắt ngoài kinh hãi, còn có một tia si mê. quá yêu nghiệt, quá thiên tài, người như vậy thật sự quá đáng sợ. Giang Tuyền không dừng lại, tiếp tục gãy đàn, nhẹ giọng nói, tặng mọi người một khúc nhạc. Ngay sau đó, tiếng đàn bỗng chuyển điệu, một giai điệu êm dịu, thấm nhuần lòng người vang lên. Dưới tiếng đàn này, nhóm lão quái bỗng phát hiện thương thế của mình đang nhanh chóng hồi phục, tâm trí trở nên thanh tịnh, trong lòng càng thêm kinh hãi. Chưa dừng lại ở đó, môi trường xung quanh cũng chịu ảnh hưởng, hoa cỏ cây cối bỗng chốc sinh trưởng mạnh mẽ, đồng loạt nở ra những bông hoa rực rỡ sắc màu tiếp theo đó là vô số những cánh bướm rực rỡ sắc màu bay đến xoay tròn trong không trung thế giới như được hồi sinh linh khí bỗng chốc tăng vọt gấp đôi tất cả lão quái chứng kiến cảnh tượng này đều không khỏi chấn động từ bao giờ tiếng đàn lại có uy lực khủng khiếp như vậy nếu có thể thu nạp nhân vật như vậy vào môn phái thì còn lo gì không sinh ra tiên nhân tề lượng phu nhìn gian tuyền đang chuyên tâm gãy đàn hắn cảm thấy càng ngày càng không thể nhìn thấu người đệ tử này lần này hắn thật sự bị chấn động. Một khúc nhạc kết thúc, mấy cây đại thụ xung quanh đã lớn thêm một vòng, cành lá sung xuê, che khuất cả ánh sáng mặt trời. Cỏ dại xung quanh đã cao quá đầu người, che khuất cả nhóm lão quái, không nhìn thấy đâu. Tuy nhiên, vị trí của Giang Tuyền và Tề Lượng Phu lại không có cỏ dại. Bỗng nhiên, cỏ dại ở nơi nhóm lão quái đứng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rơi xuống đất, để lộ ra bóng dáng của bọn họ. Một lão quái bước ra, lớn tiếng tuyên bố, ta tuyên bố, lần tỷ thí này, Hà y mạng chiến thắng, tề lượng phu nghe vậy, xoay người lại, nhìn lão quái kia bằng ánh mắt sắc bén như muốn giết người, nói thử xem. Nguyên nhân gì khiến ngươi phát bệnh, lão quái kia tuy sợ hãi, nhưng vẫn cắn răng nói, gian Tuyền trong lúc tỷ thí chưa kết thúc đã hủy hoại tiêu của hà y mạng, đây là hành vi vô cùng bất công. Cho nên ta phán định hắn thắng không vẻ vang, người chiến thắng phải là hà y mạng, tề lượng phu gật đầu, tốt, tốt lắm, ngươi đợi đó, ta đi nhà bếp lấy đồ. Giang Tuyền vội và ngăn tề lượng phu đang định xoay người rời đi, quay xa nhìn Hà Y Mạn. Ngươi thấy sao, tất cả lão quái đều nhìn về phía Hà Y Mạn, liên tục nháy mắt ra hiệu. Tuy nhiên, Hà Y Mạn lúc này lại đưa ra một quyết định nghịch thiên, chỉ thấy nàng ta chấp tay thi lễ. Sư huynh, lần này là ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Lão tổ bên cạnh Hà Y Mạn lập tức nổi giận lên tiếng. Y Mạn, nếu ngươi bị uy hiếp, cứ nói với sư phụ, sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Hạ y mạng vẫn lắc đầu đã thua chính là thua không có bất kỳ lý do nào để biện minh các vị lão tổ lập tức câm nín người trong cuộc đã nói như vậy bọn họ có mặt dày cũng không còn cách nào khác tề lượng phu thấy vậy trong lòng đắc ý nhìn bọn họ nói các ngươi còn muốn tỷ thí nữa không một lão quái nghiến răng nghiến lợi quay sang nhìn đệ tử bên cạnh ngươi lên đi tên đệ tử kia vội vàng bước lên sư huynh ta muốn cùng huynh tỉ thí kiếm pháp gian tuyền xua tay cái này không cần tỷ thí ta nhận thua, ta không tiện bằng ngươi, hả?" Tên đệ tử kia nghe vậy, ngây người ra, vội vàng giải thích, "Sư huynh, ta nói là kiếm pháp, vậy à?" "Vậy thì tiếp chưa?" Giang Tuyền vừa nói vừa bẻ một cành cây bên cạnh. Tên đệ tử kia thấy vậy, cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề, tức giận rút thanh trường kiếm trong tay ra, "Đệ tử nhận Diên Huy, xin lĩnh giáo." Nói xong, hắn lập tức lao về phía Giang Tuyền. Kết quả, chưa đầy 10 chiêu trên người nhậm Diên Huy đã đầy những vết thương do cành cây gây ra, hắn thất vọng rút lui, chắp tay nói, ta nhận thua, tiếp đó, đám lão quái vẫn không cam lòng, tiếp tục để đệ tử so tài cùng Giang Tuyền. Kết quả chính là, luyện khí, thua, linh thực trồng trọt, thua, ngự thú, thua, trận pháp, thua, nhìn đám đệ tử ủ rũ bên cạnh, tất cả lão quái đều lộ ra vẻ bất lực sâu sắc. Ta muốn cùng ngươi so tu vi. Một lão quái phẫn nộ gầm lên. Kết quả bị tề lượng phu một chưởng đánh bay ra ngoài, còn nhổ một ngụm nước bọt, vì thật không biết xấu hổ. Lấy đâu ra mặt mũi nói lời này? Muốn so tu vi thì cùng ta so này, lúc này, đám lão quái không ai dám nói nữa, đánh cũng không lại, so tài nghề phụ cũng không bằng, thật thảm hại. Sau đó, một lão quái bước ra chắp tay, tề tiền bối, mục đích thật sự chúng ta đến đây là để thăm ngài, vạn năm không gặp chúng ta rất nhớ ngài nói xong từ trong những trữ vật lấy ra một cái hộp gấm tiếng lên đưa cho tề lượng phu tề lượng phu nhận lấy mở ra xem qua gật đầu được rồi cũng không thể phụ lòng tốt của các ngươi ngay sau đó những người khác cũng lần lượt tiến lên dâng lên lễ vật tề lượng phu nhận lấy từng món một sau đó lên tiếng được rồi tông môn đã chuẩn bị yến tiệc mọi người cùng đi thôi đám lão quái gật đầu dẫn theo đệ tử đi theo tề lượng phu Giang Tuyền đương nhiên cũng bị kéo đi theo. Trên yến tiệc, đám đệ tử của lão quái đồng loạt tiến lên kính rượu Giang Tuyền. Giang Tuyền đến giả bất cự, uống đến đám người kia choáng váng đầu óc. Đương nhiên, mọi người đã sớm nói trước là không được dùng tu vi hóa giải rượu. Lúc này bọn họ mới phát hiện, ngay cả uống rượu, bọn họ cũng không bằng Giang Tuyền. Ăn uống no say, đám lão quái dẫn theo đệ tử rời đi. Trên đường trở về, sư phụ của hà y mạng đột nhiên hỏi hà y mạng bên cạnh đại trưởng lão vị đệ tử mà tề tiền bối thu nhận này như thế nào đúng vậy trên thực tế hà y mạng không phải là đệ tử của hắn mà là đại trưởng lão của tông môn là người được bồi dưỡng qua vạn năm mới có được nếu không một vị đạo sư nào có thể dễ dàng bồi dưỡng như vậy cho dù thiên phú có cao đến đâu trong thời gian ngắn cũng không thể đạt đến đạo sư tương tự đệ tử của những lão quái khác cũng đều là nhân vật được tông môn tốn vạn năm bồi dưỡng đều nắm giữ chức vị cao trong tông môn lần này đến đây ngoài việc bái phỏng tề lượng phu kỳ thật bọn họ đều muốn tìm lại chút mặt mũi ở chỗ tề lượng phu hà y mạng lắc đầu chấp tay bẩm lão tổ không thể đắc tội tương lai bất khả hạn lượng lão quái kia lại nghi hoặc không đúng a à. hắn đồng thời tu luyện nhiều đạo như vậy tiến độ nhất định chậm chạp hơn nữa khẳng định không có thời gian tu luyện ngươi xem hắn mới trút cơ kỳ đợi thêm vài trăm năm nữa e rằng sẽ chết đến lúc đó có ích lợi gì hà y mạng lão tổ loại người như vậy không thể dùng lẽ thường để đánh giá lấy luyện đan làm ví dụ với việc hắn có thể dễ dàng luyện chế ra tiên đan chẳng lẽ đang dược gia tăng tu vi lại không luyện chế được sao hơn nữa hắn còn là một vị linh thực tiên sư cũng không thiếu dược liệu về phần thọ nguyên linh thực tiên sư cấp bậc tiên sư muốn trồng ra linh dược linh quả tăng thọ nguyên chẳng phải rất dễ dàng sao lời phân tích của hà y mạng lập tức khiến lão tổ kỳ lộ ra vẻ mặt kinh nghi bất định đúng vậy loại người này quá mức khủng bố tầm tiên tông gian tuyền và tề lượng phu trở về trước nhà tranh đang uống trà gian tuyền nhịn không được tò mò hỏi sư phụ bọn họ muốn người mất mặt như vậy tại sao người không giết bọn họ tề lượng phu lắc đầu thở dài ngươi không hiểu năm đó bọn họ đều từng được ta chỉ điểm nhưng ta cũng đã nói rõ từ chối bọn họ bái sư Quan hệ giữa ta và bọn họ có thể nói là vừa là thầy vừa là bạn, Giang Tuyền nghe vậy gật đầu, đã hiểu. Tề Lượng Phu tiếp tục nói, cho nên bọn họ vừa nghe nói ta mới thu đồ đệ, trong lòng khẳng định có chút không phục. Bọn họ nhất định sẽ tò mò là bản thân không bằng ngươi ở điểm nào, Giang Tuyền, thì ra là thế, Tề Lượng Phu, kỳ thật bọn họ cũng coi như là trụ cột của phương thế giới phàm tục này, là những tồn tại đỉnh cao, nếu như một ngày nào đó ta có việc bị trì hoãn, Phương thế giới này còn phải dựa vào bọn họ bảo vệ, Giang Tuyền, sư phụ vì phương thế giới này hao tâm tổn trí rồi, Tề Lượng phu thở dài một hơi, hai. Sinh ra ở phương thế giới này, không thể không hao tâm tổn trí vì nó a, à, sau đó, Tề Lượng phu lấy đan dược và phù lục mà Giang Tuyền luyện chế ra đưa cho hắn, trả lại cho ngươi, Giang Tuyền cũng không đưa tay ra nhận, trực tiếp nói, đưa cho Khả Nhi đi. Nàng ấy vừa lúc cần, tiểu tử ngươi ra tay thật hào phóng. Những thứ này trong mắt Tề Lượng Phu quả thật không quý giá, nhưng ở thế giới phàm tục này, lại là thứ đủ để khiến cả thế giới chấn động. Khả Nhi, lại đây. Tề Lượng Phu gọi Diệp Khả Nhi đang luyện tập cung quyền. Dạ, sư gia. Diệp Khả Nhi đáp lại một tiếng, vội vàng chạy về phía này. Lúc này Giang Tuyền tu luyện quan sát chi đạo phát hiện, lúc Tề Lượng Phu nghe thấy tiếng gọi, sư gia, kia, ánh mắt rõ ràng sáng lên mấy phần cũng công lên mấy phần. Diệp Khả Nhi chạy đến, Tề Lượng Phu đưa đồ cho nàng, cầm lấy đi, sư phụ ngươi cho đấy, ai ngờ Diệp Khả Nhi lại xua tay, không cần đâu, không cần đâu, sư phụ cho ta ăn, cho ta mặc, còn dạy ta học hành, ta thật sự không thể nhận đồ của người nữa. Tề Lượng Phu nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, nhịn không được xoa đầu nàng, được rồi, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, sư phụ ngươi nếu đã nguyện ý thu nhận ngươi làm đồ đệ, khẳng định là coi ngươi như con gái ruột mà đối đãi phụ thân cho con gái một ít đồ thì có là gì ngươi phải cố gắng tu luyện đợi sau khi mạnh mẽ rồi báo đáp sư phụ diệp khả nhi nghe vậy liền gật đầu nhận lấy đồ trên tay tề lượng phu sau đó hành lễ với giang tuyền cảm ơn sư phụ giang tuyền nhìn diệp khả nhi chăm chỉ đọc sách ngày mai ta dẫn ngươi lên núi hái thuốc diệp khả nhi gật đầu vâng ạ à, sư phụ buổi tối Diệp Khả Nhi liền dùng tiên cấp dẫn khí đan kia để tu luyện. Hiệu quả vô cùng kinh khủng, trực tiếp giúp Diệp Khả Nhi đột phá đến luyện khí tầng 3. Hơn nữa, nàng còn cảm giác được có một cổ lực lượng ẩn chứa trong đan điền, thử điều động một chút, vậy mà không có chút trở ngại nào. Diệp Khả Nhi cũng không rõ cổ lực lượng này là cái gì, chỉ có thể đợi ngày mai hỏi sư phụ. Còn hai lá phù lục kia, thì được Diệp Khả Nhi cẩn thận đặt vào trong ngực, xác định không có vấn đề gì mới yên tâm. Đây chính là bảo mệnh chi vật mà sư phụ ban cho nàng, nàng nhất định phải giữ gìn cẩn thận. Sáng sớm hôm sau, Diệp Khả Nhi hỏi Giang Tuyền về cổ lực lượng kia. Giang Tuyền đáp, đó là tiên khí ẩn chứa trong đan dược kia. Vốn dĩ ngươi phục dụng đan dược kia, hấp thu phải là tiên khí, nhưng phương thế giới phàm tục này không có, chỉ có trong đan dược kia ẩn chứa một chút, sau đó bị ngươi hấp thu, khi ngươi chiến đấu có thể phóng thích ra, đạt được hiệu quả vô cùng kinh khủng. Quá tiên khí này không có cách nào bổ sung, dùng một chút thì mất một chút, còn có một điểm Giang Tuyền không nói, đây là đang dược do hắn luyện chế, lúc luyện chế cũng đã nghĩ đến việc cho Diệp Khả Nhi hấp thu cho nên cố ý luyện chế ôn hòa. Nếu là tiên cấp dẫn khí đang do người khác luyện chế, Diệp Khả Nhi vừa hấp thu sẽ bạo thể mà vong, làm sao có thể thừa nhận nổi tiên khí kia chứ. Tiếp theo, Giang Tuyền đưa cho Diệp Khả Nhi một cái giỏ hoa nhỏ, cái này cho ngươi đừng thảo dược. Diệp Khả Nhi nhận lấy hành lễ, cảm ơn sư phụ, Giang Tuyền bắt đầu dẫn Diệp Khả Nhi lên núi hái thuốc. Chiếc giỏ hoa kia có không gian riêng, có thể cất trữ dược liệu. Tề lượng phu cũng đi theo, khi Giang Tuyền giảng giải cho Diệp Khả Nhi, lão cũng nghiêm túc lắng nghe bên cạnh. Lúc này tề lượng phu đã hoàn toàn thâm phục Giang Tuyền, nhìn tình hình hiện tại, hắn vậy mà còn tinh thông y thuật, lão cũng không biết phân thân của mình rốt cuộc đã thu nhận một yêu nghiệt gì. Thấm thoát một ngày trôi qua, buổi tối trở về nhà tranh, Giang Tuyền lại bắt đầu dạy Diệp Khả Nhi cách sao tẩm và nghiền dược liệu. Độc đạo biến hóa không lường, trước tiên, ngươi phải học cách chiết xuất độc tính của từng loại dược liệu, sau đó phối hợp lại với nhau, đạt được hiệu quả không ngờ, mà rất nhiều dược liệu phàm giới, chỉ cần chiết xuất ra độc tố đến cực hạn, thì cho dù là tu sĩ cũng không chịu nổi, Diệp Khả Nhi nghiêm túc gật đầu, càng nghe, ánh mắt càng sáng, như thể lời nói của Giang Tuyền đã mở ra cho nàng một cánh cửa đến thế giới mới. Còn Tề Lượng Phu ngồi bên cạnh lại sững sờ, không phải dạy y thuật, mà là độc đạo. Tên tiểu tử này cái gì cũng biết sao, đợi dịp Khả Nhi đi sao tẩm dược liệu, Tề Lượng Phu nhìn Giang Tuyền, cái đó, Giang Tuyền tiểu tử. Ngươi xem có thể ghi danh vào tông môn, sau đó dạy cho đệ tử tông môn một chút được không, Giang Tuyền, sư phụ, sao người không hỏi tên thật của ta, Tề Lượng Phu, Tiểu tử ngươi, ta lần đầu tiên gặp ngươi đã biết ngươi dùng giả danh. Ngươi cho rằng ta tu luyện mệnh vận luân hồi uổng phí sao? Giang Tuyền nghe vậy cũng nghĩ lại, sau đó lắc đầu, "Sư phụ, pháp thuật không thể truyền lung tung, tại sao người lại dạy bản lĩnh của mình cho bọn họ?" Tề Lượng Phu nghe vậy thất vọng gật đầu, "Giang Tuyền nói quả thật có lý, bọn họ cấp bậc gì tự mình biết, nếu không gặp được tư chất đặc biệt vừa ý, bọn họ sẽ không dễ dàng thu đồ đệ, huống chi là những người không có quan hệ gì." làm sao có thể tùy tiện dạy bảo, Giang Tuyền rót cho tề lượng. Phun một chén trà, sư phụ, đừng nghĩ những thứ vô dụng đó nữa, uống trà đi, tề lượng phu cũng không xoắn suýt, bưng chén trà lên uống. Đợi đến khi mặt trời sắp lặn, Giang Tuyền đi nấu cơm, lại là một bàn đầy thức ăn. Ăn xong, Diệp Khả Nhi nhanh nhẹn đi dọn bát đũa, rửa bát lau bàn, nàng làm việc rất nhanh nhẹn, cái gì cũng dành làm. Chủ yếu là Diệp Khả Nhi cảm thấy, Giang Tuyền bằng lòng thu nàng làm đồ đệ, vậy nàng không thể quá lười biếng. Bởi vì trước kia nãy nãy từng nói với nàng, người quá lười biếng, người ta sẽ không cần, nàng sợ Giang Tuyền không cần nàng nữa. Đợi dịp khả nhi cho lão lư ăn xong, lại đi nghiền thuốc, sau khi nghiền tất cả dược liệu thành bột, lại dùng tu vi chiết xuất độc phấn bên trong. Bước này thực sự là khó nhất, tu vi của bản thân dịp khả nhi không cao, lại còn phải vận dụng kiến thức dược lý vừa học để chiết xuất thành phần có độc bên trong, có thể nói là khó khăn cho nàng. Quả nhiên, lần đầu tiên đã thất bại. Chưa kịp đợi Giang Tuyền lên tiếng, tề lượng phu vội vàng an ủi, tiểu khả nhi, đừng vội, lần đầu tiên thất bại là chuyện bình thường, dịp khả nhi nghe vậy nghiêm túc gật đầu, sư gia, ta biết rồi, ta sẽ cố gắng, sau đó lại tiếp tục bê bận rộn, nhưng tối nay thử hơn 10 lần đều không thành công. Ban đêm, Diệp Khả Nhi tiếp tục phục dụng tiên đang tu luyện, tu vi thành công đạt tới luyện khí tầng 5, tiên khí trong đang điền lại hùng hậu thêm vài phần. Ngày hôm sau vẫn như cũ, lên núi hái thuốc, trở về lại sao tẩm nghiền nát, sau đó chiết xuất. Rốt cuộc vào đêm 3 ngày sau, trên mặt Diệp Khả Nhi lấm tấm mồ hôi, trong tay trôi nổi một nắm bột phấn màu xanh biếc to bằng móng tay. Giang Tuyền vừa uống trà vừa gật đầu, tự mình ăn đi. Thử xem dược hiệu, sau đó nghĩ cách tự mình giải độc, Diệp Khả Nhi sửng sốt, Tề Lượng Phu cũng ngây người. Đây là thao tác gì, nhưng Tề Lượng Phu không dám nhiều lời, bởi vì lão cũng không hiểu, cũng sẽ không dạy. Vì tin tưởng gian tuyền, Diệp Khả Nhi cắn răng, trực tiếp nuốt nắm bột phấn màu xanh biết kia vào. Sau đó cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, sắc mặt chợt biến đổi, vội vàng đứng dậy lục tìm dược liệu, từng loại từng loại nhét vào miệng, Cuối cùng sự khó chịu trong cơ thể mới biến mất. Nhưng Giang Tuyền và Tề Lượng Phu lại nhìn nàng với vẻ mặt đầy ý cười. Diệp Khả Nhi khó hiểu, làm sao vậy? Sư phụ. Sư gia, Giang Tuyền ném cho nàng một cái gương đồng, tự mình nhìn đi, Diệp Khả Nhi nhận lấy soi gương, a, à, không sai, toàn bộ khuôn mặt Diệp Khả Nhi đều biến thành màu xanh, cả mái tóc cũng xanh luôn. Sau đó nhìn xuống cánh tay, mới phát hiện lòng bàn tay và cánh tay đều xanh lè không cần nghĩ cũng biết, toàn thân đều xanh rồi. Diệp Khả Nhi trong nháy mắt có cảm giác muốn khóc, quay đầu nhìn Giang Tuyền, cầu xin nói: "Sư phụ cứu ta, Giang Tuyền, việc của mình tự mình làm, tự mình suy nghĩ kỹ xem là sai ở đâu, dẫn đến tác dụng phụ này. Đừng có chuyện gì cũng tìm ta." Diệp Khả Nhi ủ rũ cúi đầu, "Vâng, sư phụ, sau đó lại tiếp tục nghiên cứu, vốn dĩ đây không phải là con đường dễ dàng gì, khẳng định phải nỗ lực nhiều hơn nữa." Tề Lượng Phu thì tò mò nhìn Giang Tuyền ta nói tiểu tử ngươi sao cả ngày rảnh rỗi như vậy. Ngươi không tu luyện à? Khó trách 10 vạn năm rồi mà vẫn là trúc cơ, Giang Tuyền rót trà cho tề lượng phu. Sư phụ, người nói xem như ta mỗi ngày rảnh rỗi như vậy, ăn no chờ chết như vậy. Vậy thì có gì khác biệt với việc ước mơ thành hiện thực chứ, hả? Tề lượng phu sửng sốt, sau đó hai mắt từ từ trợn to, ta dựa vào. Ngươi nói rất có lý đấy. Ta vậy mà không thể phản bác, Thời gian tiếp theo, Diệp Khả Nhi mỗi ngày đều đắm chìm trong việc nghiên cứu chế tạo độc dược. Lại qua ba ngày, Diệp Khả Nhi mới nghiên cứu ra thuốc giải loại bỏ màu xanh trên người. Nhưng vừa xoay người, nàng lại toàn thân biến thành màu đỏ, muốn khóc không ra nước mắt. Nhìn ánh mắt đầy ý cười của Giang Tuyền và Tề Lượng Phu, Diệp Khả Nhi nghiến răng nghiên cứu. Nhưng lần này nhanh hơn một chút, chỉ một ngày đã khôi phục lại bình thường. Nhưng ngày hôm sau nàng lại toàn thân biến thành màu đen, tiếp theo là cam, vàng, đỏ xanh lam tím sau đó là nôn ra máu da thịt lở loét trụng hết tóc tay chân tê liệt hôn mê bất tỉnh diệp khả nhi và tề lượng phu từ đầu đến cuối đều nhìn nhưng không nhúng tay vào tuy rằng tề lượng phu đau lòng nhưng lão biết đây là con đường của diệp khả nhi dù có khổ có khó cũng phải tự nàng đi đợi đến khi diệp khả nhi nghiên cứu ra được thuốc mọc tóc đã là hơn một tháng sau mà lúc này nàng đã nghiên cứu ra được rất nhiều loại độc dược, trong đó có rất nhiều loại có hiệu quả với tu sĩ, dù sao đều là do nàng tự mình thử nghiệm mà ra. Ăn cơm xong, Giang Tuyền lên tiếng, bây giờ cũng gần được rồi, về sau này. Ngươi mỗi ngày đều để độc dược tỏa ra trong không khí xung quanh, tùy thời dùng tu vi duy trì, như vậy, tu vi thấp hơn rất khó tiếp cận ngươi. Lời nói của Giang Tuyền lại mở ra cho Diệp Khả Nhi một cánh cửa thế giới mới, đúng vậy. Sao nàng không nghĩ ra nhỉ? Tiếp đó Giang Tuyền lại nói, Độc dược của ngươi vẫn còn quá ít, đừng lơ là việc nghiên cứu, hãy suy nghĩ nhiều hơn về cách phối hợp để tăng cường hiệu quả của độc dược. Nếu có một ngày ngươi có thể hạ độc chết sư gia, vậy thì tu vi độc đạo của ngươi coi như là được rồi. Cái gì? Giang Tuyền ngươi có ý gì? Ngươi nguyền rủa ta chết có phải không? Tề Lượng Phu ngồi bên cạnh nghe được lời Giang Tuyền nói thì lập tức nổi giận, chỉ tay vào mặt Giang Tuyền mắng, "Giang Tuyền, sư phụ, ta đây là ví von, ví von hiểu không? Tề Lượng Phu, vớ vẩn!" ta thấy ngươi chính là muốn ta sớm chết để ngươi kế thừa gia nghiệp của tầm tiên tông ta tông môn rách nát như tầm tiên tông này ai muốn nhặt thì nhặt hắn gian tuyền đây tuyệt đối không thèm tất nhiên gian tuyền cũng chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi lời này mà nói ra e rằng tề lượng phu sẽ nhảy dựng lên mà cho hắn một trận à phải rồi sư phụ cái lão già dương thành nhất kia người định giam đến bao giờ cứ để lão ta bị nhốt như vậy sao gian tuyền lãng sang chuyện khác lên tiếng hỏi tề lượng phu biểu môi vuốt trâu nói tên gia hỏa đó quá không biết giới hạn da mặt dày hơn cả tường thành để hắn bị giam thêm một thời gian cho hắn một bài học nhớ đời bằng không hắn còn tưởng lão phu dễ nói chuyện lắm gian tuyền cũng chẳng muốn can thiệp vào quyết định của tề lượng phu chỉ biết gật gù hơn nữa tuy là do hắn luyện chế ra đạo phù văn kia nhưng hiện giờ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn muốn giải trừ cũng phải tốn thêm một phen công phu giữa khoảng không vô tận một thân ảnh toàn thân tỏa ra sương mù xám xịt đang chậm rãi bước đi hắn như đang thông dong dạo bước nhưng mỗi bước chân dường như lại vượt qua cả một thế giới nơi hắn đi qua đều để lại sương mù màu xám những thế giới vô tình chạm phải lập tức bị nhún màu xám xịt sau đó sụp đổ trong chớp mắt khí tức của siêu cổ lại gần tấm thần chi địa như vậy chẳng lẽ có liên quan đến đạo không biết là đạo cố ý để lại hay là, đạo, đào thoát, nếu có thể đoạt được, đủ để trấn áp vạn cổ. Thân ảnh vừa đi vừa lẩm bẩm. Sau đó, thân ảnh màu xám tăng tốc, lao nhanh về phía cấm thần chi địa. Ba tháng đã trôi qua kể từ sau trận tỷ thí hôm đó, giờ đây Diệp Khả Nhi đã nắm vững được những yếu điểm trong việc chế tạo độc dược. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng đã điều chế ra được rất nhiều loại độc dược đáng sợ. Trong đó, Đắc ý nhất chính là một loại độc dược mà Diệp Khả Nhi tự tay đặt tên là Nghịch Linh Chi Độc. Trải qua quãng thời gian không ngừng cải tiến, hiện giờ loại độc dược này đã đạt đến mức độ không màu, không mùi, khi khuếch tán trong không khí, mắt thường không thể nào nhìn thấy. Một khi tu sĩ hít phải, trong thời gian ngắn, nếu vận dụng linh khí, sẽ khiến linh khí trong cơ thể bị nghịch chuyển, dẫn đến kinh mạch đứt đoạn, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng, vô cùng hiểm độc. Ngày mai chính là ngày diễn ra đại hội tông môn, tu vi của Diệp Khả Nhi cũng đã đạt đến luyện khí tầng 12, nàng cố ý áp chế tu vi xuống. Giang Tuyền từng nói với nàng, nếu nàng có thể điều chế ra một loại độc dược có thể dung hòa vào trong tiên khí để nâng cao tu vi, như vậy nàng có thể đột phá lên luyện khí tầng 13, đặt nền móng vững chắc cho việc trúc cơ sau này. Diệp Khả Nhi luôn ghi nhớ lời Giang Tuyền, hiện tại nàng đang nghiên cứu theo hướng này kỳ thực nàng thiên về việc dung hợp nghịch linh chi độc vào trong tiên khí, đến lúc đó, mỗi một lần công kích bằng linh khí của nàng đều mang theo hiệu ứng của loại độc dược này. Nếu thật sự thành công, trong những trận chiến sau này, nàng sẽ có được lợi thế bất bại. Tối nay, Diệp Khả Nhi quyết tâm thử dung hợp độc dược, nếu thành công, ngày mai trong đại chiến đệ tử tông môn, nàng sẽ trở thành tồn tại vô địch trong cảnh giới luyện khí. Tề Lượng Phu vừa uống trà cùng Giang Tuyền, Vừa theo bản năng liếc mắt về phía phòng của Diệp Khả Nhi, trong mắt mang theo sự mong đợi xen lẫn lo lắng. Giang Tuyền rót cho lão một chén trà, cười nói: "Sư phụ, người sao phải căng thẳng như vậy? Tề lượng phu hừ một tiếng, nói: "Ta thấy ngươi là sư phụ mà chẳng lo lắng gì cả, ngươi không biết lần thử nghiệm này đối với Khả Nhi quan trọng như thế nào sao?" Nếu thành công, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng chưa chắc đã là đối thủ của nàng." Giang Tuyền gật đầu, "Đúng là như vậy, độc đạo vốn là thứ chú trọng sự bất ngờ." nếu khả nhi thành công tu sĩ trúc cơ kỳ trong lúc không đề phòng một khi trúng chiêu có thể lập tức mất đi năng lực chiến đấu tề lượng phu hỏi vậy sao ngươi không lo lắng giang tuyền đáp bởi vì ta tin tưởng khả nhi nàng ấy nhất định sẽ thành công ngay lúc bọn họ đang nói chuyện bên trong phòng bỗng truyền đến tiếng rên rỉ đau đớn của diệp khả nhi có thể nghe ra được nàng đang cố gắng hết sức để đè nén nhưng vẫn không thể kìm được tiếng rên rỉ phát ra có thể tưởng tượng được nỗi đau mà nàng đang phải gánh chịu lúc này Tuy nhiên đây cũng là điều bất đắc dĩ, Giang Tuyền và Tề Lượng Phu đều không thể nào nhúng tay vào được. Muốn dung hợp nghịch linh chi độc, trước tiên phải chịu đựng được độc tính của nó, giống như lúc hấp thu linh khí, phải cho nó vận hành một vòng chu thiên trong kinh mạch. Cái giá phải trả chính là nỗi đau đớn do linh khí nghịch chuyển, kinh mạch đứt đoạn, cộng thêm sự ăn mòn kinh mạch của độc dược. Vì vậy, Giang Tuyền đã đặc biệt chuẩn bị sẵn một bộ linh dược chữa trị kinh mạch cho Diệp Khả Nhi. Chẳng bao lâu sau, Tiếng kêu của Diệp Khả Nhi càng lúc càng lớn, dường như không thể nào kiềm chế được nữa. Ngay khi Tề Lượng Phu đang lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, thì tiếng kêu bên trong dần dần nhỏ lại, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Tiếp theo đó là tiếng cửa phòng mở ra, Diệp Khả Nhi toàn thân bê bết máu, sắc mặt trắng bệch, bước ra ngoài, nàng cố gắng nở một nụ cười yếu ớt với Giang Tuyền và Tề Lượng Phu, giọng nói có chút suy yếu: "Sư phụ, sư gia, ta thành công rồi, thật sao?" Tề Lượng Phu kích động đứng bật dậy, nhìn lão còn kích động hơn cả Diệp Khả Nhi. Diệp Khả Nhi gật đầu, dạ, sư gia, ta thành công rồi, tốt, tốt, tốt. Tề lượng phu liên tục nói ba chữ, tốt, ngày mai tham gia đại hội tông môn, nhất định sẽ giành thắng lợi, sáng sớm hôm sau, Giang Tuyền đã thức dậy từ sớm, hắn đang bấm ngón tay tính toán. Lão Bạch, thế giới chi chủng đã phát triển thành thế giới thụ rồi, hiện đang ở trong một bí cảnh nào đó, vậy chúng ta mau chóng đi tìm nó, sau đó quay về chung ly tiên giới thôi. Giọng nói của lão Bạch vang lên từ trong quạt. Giang Tuyền lại lắc đầu, trước tiên giúp sư phụ giành lấy chiến thắng trong đại hội tông môn lần này đã rồi tính tiếp. Ta bái sư nhiều năm như vậy, nhưng thực tế lại chưa làm được gì nhiều cho người, lần này xem như là hoàn thành một phần tâm nguyện bấy lâu nay vậy, lão Bạch đáp, kỳ thực ta rất bội phục tâm cảnh của chủ nhân, làm việc gì cũng phải làm cho trọn vẹn, không để lại tiếc nuối, chưa kịp để Giang Tuyền lên tiếng, Tề Lượng phu đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng. Giang Tuyền đã sớm dặn dò lão Bạch cất lão lư đi, đúng lúc này, Diệp Khả Nhi sách giỏ tre bước ra. Đi thôi. Tề lượng phu lên tiếng, sau đó phẩy tay áo một cái, mang theo Giang Tuyền và Diệp Khả Nhi biến mất tại chỗ. Các đệ tử khác của tầm tiên tông đã sớm lên đường, lúc này chắc hẳn đã đến nơi rồi. Địa điểm diễn ra đại hội lần này là tại lục giả tiên tông. Lý do chọn nơi này là bởi vì sau khi đại hội kết thúc, 10 người đứng đầu sẽ có cơ hội tiến vào bí cảnh một lần, mà bí cảnh này nằm ngay bên trong Lục Giả Tiên Tông. Chỉ trong nháy mắt, Tề Lượng Phu đã mang theo Giang Tuyền và Diệp Khả Nhi đến quảng trường đại hội của Lục Giả Tiên Tông, lúc này nơi đây đã chật kín người. Vừa nhìn thấy Giang Tuyền bọn họ, các đệ tử của Tầm Tiên Tông liền lên tiếng gọi, "Lão tổ, tiểu tổ, ở đây." Tề Lượng Phu khẽ gật đầu, dẫn Giang Tuyền và Diệp Khả Nhi đi tới, ngồi xuống vị trí phía trước. Lúc này bên phía một tiểu tông môn tên là thập phương tông một nữ tử đột nhiên nhìn về phía giang tuyền và tề lượng phu trong mắt lộ vẻ không thể tin được nam tử đứng bên cạnh thấy nàng nhìn sang bên đó liền thắc mắc hỏi thanh ninh muội nhìn gì vậy không sai nữ tử kia chính là thẩm thanh ninh người trước đây muốn ép giang tuyền làm con rể nhà họ thẩm tuy nhiên thẩm thanh ninh của hiện tại đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo ngang ngược như trước kia nữa trong hai năm rưỡi qua rất nhiều chuyện đã xảy ra đầu tiên là nhà họ thẩm bị diệt môn trong lúc tạo phản ngoại trừ thẩm thanh ninh không còn ai sống sót còn nàng vì muốn bảo toàn tính mạng đã phải cúi đầu khuất phục đồng ý lời cầu hôn của một vị sư huynh trong tông môn người lúc trước ủng hộ nhà họ thẩm mặc dù nàng đã có chỗ đứng vững chắc trong tông môn cũng đã đạt được ước nguyện trở thành một tu sĩ thế nhưng cuộc sống không hề dễ dàng như nàng tưởng tượng không còn sự hậu thuẫn của nhà họ thẩm trong tông môn chẳng ai nể mặt nàng mà vị sư huynh mà nàng đi theo kỳ thực cũng chẳng có địa vị gì trong tông môn vị sư huynh mà nàng đi theo chỉ là luyện khí kỳ ở phàm giới được xưng là tiên nhân địa vị tôn quý nhưng so với người trong tu tiên giới căn bản không vào được mắt hơn nữa về sau nàng mới biết tông môn của bọn họ ở trong toàn bộ tu tiên giới chỉ là một tiểu tông môn vừa mới gia nhập thậm chí ngay cả danh hiệu cũng không có điều này cũng dẫn đến việc sau này bọn họ bị các tông môn khác khi dễ đa số đều dám giận mà không dám nói khoảng thời gian đó có thể nói là chịu đủ ức hiếp và khinh thường có thể nói khoảng thời gian này đã mài mòn sự sắc sảo của thẩm thanh ninh để nàng biết cách khiêm tốn làm người lúc này nhìn thấy người đã từng khiến nàng ngày nhớ đêm mong trong lòng thẩm thanh ninh có thể nói là ngũ vị tạp trần kia là tầm tiên tông xếp thứ hai trong tất cả các tông môn là một tông môn cổ xưa đã tồn tại mấy chục vạn năm hơn nữa lão tổ của bọn họ còn là tu tiên giả sống lâu nhất thế giới này thực lực khó lường sư huynh bên cạnh thấy thẩm thanh ninh tò mò như vậy liền giải thích thẩm thanh ninh nhìn về phía tề lượng phu hỏi người kia chính là lão tổ tầm tiên tông sao sư huynh bên cạnh gật đầu đúng vậy ta nghe nói hắn chủ tu âm dương phong thủy chi đạo trên thông thiên văn dưới tường địa lý trước biết năm vạn năm, sau biết năm vạn năm. Người ngồi bên cạnh hắn là ai? Cuối cùng Thẩm Thanh Ninh vẫn không nhịn được, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Người đó sao? Người đó là đệ tử thân truyền mới được lão tổ tầm tiên tông thu nhận. Hơn nữa ta nghe nói, hai tháng trước, lão tổ của hai mươi tông môn đứng đầu đều mang theo đệ tử đi khiêu chiến hắn, kết quả đều thất bại. Nam tử rất kiên nhẫn, nhỏ giọng giải thích. Sau đó nam tử lại nói, được lão tổ tầm tiên tông thu làm đệ tử, thân phận của người đó đã một bước lên mây, bản thân lại yêu nghiệt như vậy, tương lai không biết sẽ đạt đến trình độ nào, ánh mắt thẩm thanh ninh nhìn chầm chầm vào giang tuyền đang ngồi ung dung, trong lòng ngũ vị tạp trần, rất khó chịu. Nàng không khỏi nhớ tới câu nói cuối cùng Giang Tuyền nói với nàng, thẩm gia các ngươi tâm thuật bất chính, không có được thiên hạ này, lúc đó nàng cho rằng Giang Tuyền chỉ là thuận miệng nói bậy, nhưng bây giờ nghĩ lại, đó chẳng phải là một lời nhắc nhở đối với nàng hay sao, chỉ là lúc đó nàng không để ý mà thôi. Lúc này, dường như cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Thanh Ninh, Giang Tuyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía bọn họ. Trong nháy mắt, hai ánh mắt giao nhau. Ngay sau đó, Giang Tuyền dời mắt đi, không biểu hiện gì, dường như không nhận ra nàng, hoặc là đã nhận ra nàng, chỉ là căn bản không để ý, tâm trạng Thẩm Thanh Ninh không khỏi trùng xuống, thì ra, người ta căn bản không để nàng trong lòng có lẽ trong mắt người ta, nàng ngay cả người qua đường cũng không bằng, dù sao bây giờ thân phận quá mức trên lệch. Trong nháy mắt, trong lòng thẩm thanh ninh chua xót nghĩ đến việc mình đã từng tác quai tác quái ở phàm giới, bây giờ mới hiểu, trong mắt người ta, nàng chỉ là một con hề nhảy nhót. Có lẽ, nếu lúc trước nàng có thể đối xử tử tế với Giang Tuyền, tin tưởng lời nhắc nhở của hắn, hoặc là cầu xin hắn nhắc nhở thêm hai câu, có lẽ thẩm gia đã có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Dù sao lão tổ Tầm Tiên Tông kia chủ tu cái này, không lý nào đệ tử được hắn thu nhận lại không hiểu những thứ này. Cơ hội đã cho nàng rồi, nàng lại không nắm bắt được, nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Ninh cảm thấy đều là mình hại Thẩm gia, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Sư huynh bên cạnh thấy vậy vội vàng ôm Thẩm Thanh Ninh vào lòng an ủi. Mà lúc này, trên võ đài có một người đi tới, lớn tiếng tuyên bố, tông môn đại bỉ trăm năm một lần sắp bắt đầu, sắp xếp hạng các tông môn xin mời các đệ tử đại diện luyện khí kỳ lên đài, người luyện khí kỳ rất nhiều, dù sao không chỉ có tông môn có xếp hạng, tông môn không có xếp hạng cũng sẽ phái đệ tử đến, chỉ cần có thể giành chiến thắng, tông môn sẽ có thể tiến vào bảng xếp hạng. Sư phụ, tông môn đại bỉ này có liên quan đến việc xếp hạng tông môn sao? Giang Tuyền nhịn không được quay đầu hỏi Tề Lượng Phu. Giang Tuyền vừa hỏi câu này, Tề Lượng Phu lập tức tức giận, chẳng phải là đám người không biết xấu hổ kia thừa dịp ta không có mặt sửa đổi quy tắc hay sao, nếu không dựa vào thực lực cao đoan mà so sánh, tông môn của bọn họ cả đời cũng đừng hòng vượt qua tầm Tiên tông của ta." Nghe vậy, Giang Tuyền lộ ra vẻ mặt kỳ quái, cảm thấy đám người này và sư phụ quả là đấu đá ngầm, ai cũng không nhường ai, so xem ai mặt dày hơn. Trận đầu tiên là loạn đấu của tất cả luyện khí kỳ, 20 người cuối cùng còn lại sẽ tiến hành trận chiến xếp hạng. Rất nhanh, theo một tiếng hô của người chủ trì, tình hình lập tức trở nên hỗn loạn. Diệp Khả Nhi cũng ở trong đó sau khi tuyên bố bắt đầu, nàng không vội vàng ra tay, mà là đánh giá đối thủ xung quanh, đôi mắt nhỏ không ngừng đảo quanh. sư phụ, người có phải đã dặn dò khả nhi cái gì rồi không? nhìn thấy vậy, gian tuyền nhịn không được hỏi tề lượng phu bên cạnh. tề lượng phu ung dung nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. nhìn bộ dạng của tề lượng phu, gian tuyền lập tức hiểu ra, lão già này khẳng định đã dặn dò diệp khả nhi điều gì. lại nhìn về phía chiến trường, chỉ thấy diệp khả nhi bắt đầu ra tay mỗi lần ra tay đều giống như đã chọn kỹ đối thủ, mỗi một đòn đều khiến đối phương phun máu ngã gục, trực tiếp nhận thua. Sau đó Giang Tuyền rốt cuộc cũng phát hiện ra, Diệp Khả Nhi chuyên môn nhắm vào những đệ tử tông môn có xếp hạng ra tay. Lúc này Giang Tuyền lập tức hiểu ra, sư phụ chính là muốn để cho những đệ tử tông môn có xếp hạng kia bị loại trực tiếp, như vậy, nếu như lần này những đệ tử tông môn có xếp hạng đều bị loại, ngay cả một danh hiệu cũng không tranh giành được. Đến lúc đó Giang Tuyền có thể tưởng tượng ra sắc mặt của những lão già kia. Sư phụ. Người thật ác thú vị. Nghĩ thông suốt những điều này, Giang Tuyền lẩm bẩm một câu. Tề lượng phu trong lòng đắc ý, nhưng bề mặt lại không lộ ra, nói, tiểu tử ngươi thì biết cái gì. Ta đây là để cho tiểu khả nhi áp chế uy phong của bọn họ, nếu không trong lòng bọn họ ta sẽ mất hết uy nghiêm, ngày nào cũng muốn cưỡi lên đầu ta ỉa đái, Giang Tuyền nhỏ giọng nói, ác thú vị chính là ác thú vị, còn nói nghe hay ho như vậy, Tề Lượng Phu trực tiếp chỉ vào mũi Giang Tuyền, "Giang Tuyền, tiểu tử ngươi muốn tạo phản có phải không? Ngày nào cũng muốn chọc tức chết ta có phải không? Ngươi thật là quá hiếu thuận, để cho người ta cảm thấy quả thực là hiếu thảo đến mức thái quá, Giang Tuyền, được rồi, được rồi, chúng ta xem tỉ võ." Hừ. Tề Lượng Phu hừ lạnh một tiếng, không muốn để ý đến Giang Tuyền, quay đầu nhìn về phía võ đài. Lúc này Diệp Khả Nhi như vào chỗ không người, mỗi lần ra tay đều có thể thu hoạch được một người. Dần dần trên võ đài đã đánh ra uy phong, rất nhiều người nhìn thấy nàng đều tránh né, không dám tới gần. Dần dần, đệ tử tông môn có xếp hạng ngày càng ít, mà những đệ tử tông môn không có xếp hạng dần dần cũng phát hiện ra, mục tiêu của Diệp Khả Nhi không phải là bọn họ, vì vậy bọn họ chủ động nhường chỗ, có người thậm chí còn trực tiếp lên giúp đỡ. Nhất thời, sắc mặt của đám lão tổ ngồi ở phía trước các tông môn đều biến thành màu gan heo. Tề Lượng Phu vút ve bộ râu, nhìn bọn họ, vẻ mặt đắc ý không cần che giấu. "Giang Tuyền, lát nữa ngươi cũng làm như vậy." Tề Lượng Phu nhịn không được nói, vừa nói vừa nhìn đám lão già sắc mặt khó coi kia, trong lòng sảng khoái vô cùng, "Vâng, sư phụ." Giang Tuyền đồng ý, "Có lẽ, để sư phụ vui vẻ, cũng là một loại báo đáp rất tốt, rất nhanh." trên võ đài chỉ còn lại một đệ tử tông môn có xếp hạng, mặc y phục sang trọng, là thánh tử của Thanh Hà Tông, tên là Nguyễn Khiết. Nắm chặt tay, đứng trên lôi đài, Nguyễn Khiết nhìn đám người đối diện, đặc biệt là Diệp Khả Nhi, không khỏi cười lớn. Ha ha ha, vì ngày hôm nay, ta đã đợi rất lâu rồi, đúng vậy, vì đại hội tông môn lần này, Nguyễn Khiết đã cố ý áp chế tu vi suốt 10 năm trời. Mục đích chính là để giành lấy vị trí tốt một trong đại hội lần này. Mười năm qua, tuy tu vi không tăng tiến, nhưng hắn lại điên cuồng tu luyện luyện thể, kiếm pháp, luyện khí, phù văn. Dưới sự vung đắp của tông môn với vô số tài nguyên, có thể nói, hiện tại hắn đã được trang bị đến tận răng. Vì vậy, ánh mắt hắn nhìn Diệp Khả Nhi mang theo sự khinh thường, chưa nói đến những thứ khác, chỉ cần nhìn tuổi tác còn nhỏ như vậy, có thể nâng cao tu vi đã là tốt lắm rồi, càng đừng nói đến những mặt khác. Các ngươi cùng lên đi nguyễn khiếp nhìn diệp khả nhi và những người phía sau đột nhiên lên tiếng ai ngờ diệp khả nhi lại phất tay mọi người cùng lên xử lý hắn ta thế nhưng sau khi diệp khả nhi nói xong một hồi lâu những người kia vẫn không có động tĩnh gì thực ra bọn họ đều rất kiên dè dạ vị thánh tử của đệ nhất tông môn này dù sao cũng đã bị chèn ép nhiều năm như vậy nỗi sợ hãi ăn sâu vào tận xương tủy nhìn thấy vậy diệp khả nhi cũng cảm thấy bất lực ban đầu nàng định để cho những người này lên trước còn nàng nhân cơ hội âm thầm hạ độc, thần không biết quỷ không hay giải quyết Nguyễn Khiết, không ngờ những người này lại nhát gan đến vậy. Không còn cách nào khác, Diệp Khả Nhi đành phải tự mình ra tay, nàng bước lên vài bước, không cần bọn họ, ta trời sinh đã rất biết giữ võ đức, một mình ta sẽ cùng ngươi quyết đấu công bằng. Nguyễn Khiết im lặng, nếu như không phải vừa rồi nhìn thấy Diệp Khả Nhi bảo mọi người cùng lên, thì hiện tại hắn đã tin lời nàng nói. Những người xung quanh cũng hiểu chuyện, đồng loạt lùi ra xa nhường lại một khoảng trống cho hai người. Thân hình nhỏ nhắn của Diệp Khả Nhi đứng đối diện với Nguyễn Khiết, hai tay chống nạnh, lên tiếng hỏi, ngươi muốn tỉ thí như thế nào, vừa nói, Diệp Khả Nhi đã âm thầm giải phóng nghịch linh chi độc ra xung quanh. Nguyễn Khiết đáp, cứ tỉ thí bình thường là được, Diệp Khả Nhi thấy độc đã được giải phóng đầy đủ, liền gật đầu lia lịa, tốt, tốt, tốt. Đến đây đi, Nguyễn Khiết vừa định xông về phía Diệp Khả Nhi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn cảm nhận được có thứ gì đó xâm nhập vào cơ thể. Không ổn, có mai phục. Nguyễn Khiết vội vàng vận chuyển linh lực, hình thành một lớp lá trắng linh lực bao bọc toàn thân, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ẩn mình trong lớp lá trắng, Nguyễn Khiết cảnh giác nhìn Diệp Khả Nhi, lúc này hắn đột nhiên hiểu ra, trách không được vừa rồi những đệ tử có hạng của các tông môn khác lại dễ dàng bị Diệp Khả Nhi đánh bại như vậy. Chẳng lẽ bọn họ không mạnh sao? một tông môn bỏ ra vô số tài nguyên bồi dưỡng ra một tên luyện khí kỳ sao có thể không mạnh được mà là do diệp khả nhi quá mạnh hoặc phải nói là quá quỷ dị bởi vì ngay cả hắn cũng phải đến lúc này mới nhận ra diệp khả nhi là một tên độc tu diệp khả nhi nhíu mày vậy mà bị phát hiện rồi xem ra nghịch linh chi độc vẫn cần phải cải tiến thêm ngay sau đó trên tay diệp khả nhi lóe lên một tia sáng một thanh đại đao xuất hiện nàng một tay nắm lấy chuôi đao lao thẳng về phía nguyễn khiết thân hình nhỏ bé lại cầm một thanh đại đao to lớn gấp đôi chiều cao của mình trông vô cùng buồn cười trên khán đài nhìn thấy cảnh này giang tuyền không nhịn được quay sang nhìn tề lượng phu sư phụ thanh đao kia là do người đưa cho nàng ấy sao trong thật mất thẩm mỹ tề lượng phu đáp người biết cái gì làm như vậy mới có thể giúp tiểu khả nhi che giấu bản thân tốt hơn như vậy nàng ấy mới có thể phát huy độc tố đến mức cao nhất hơn nữa Đừng xem thường thanh đao kia, đó là một thanh thần khí, là ta đặc biệt nhờ một vị khí thần luyện chế, có thể sử dụng ở mọi cấp độ tu vi, cho dù Tiểu Khả Nhi có tu luyện đến thần cấp cũng vẫn có thể sử dụng. Ban đầu ta định đưa cho tam đồ đệ của ta. Giang Tuyền vội vàng lên tiếng, "Ta, ta, ta. Ta chính là tam đồ đệ của người đây. Cho ta thêm một thanh nữa đi." Nghe vậy, Tề Lượng phu lập tức trừng mắt, "Ngươi đừng giả nai với ta, cái bàn trà Bộ ấm chén kia của ngươi đều là thần khí, những thứ khác chắc chắn cũng không phải tầm thường, trên người ngươi nhất định đang cất giấu bí mật động trời, ta không hỏi thì coi như không biết sao? Ban đầu Tề Lượng Phu Định đưa cho Giang Tuyền, nhưng sau khi cảm nhận được khí tức của bàn trà và bộ ấm chén kia, hắn liền từ bỏ ý định. Hắn cảm thấy tự ti, cảm thấy không xứng đáng, vì vậy mới đưa cho Diệp Khả Nhi. Giang Tuyền cười hì hì, vậy nói như vậy Lão già Dương Thành nhất kia cũng là do người cố ý nhốt lại sao?" Tề Lượng phu gật đầu, "Đó là đương nhiên, lão già đó rơi xuống bàn trà của ngươi, chắc chắn đã nhận ra điều gì đó, ta sợ đến lúc đó lão ta sẽ đến cướp của ngươi, tu vi của ngươi còn thấp, không giữ được đâu, không phải ta nói, ngươi cũng quá phô trương rồi, lấy những thứ đó ra, chẳng khác nào rước sói vào nhà sao?" "Sau này đừng lấy ra nữa." Giang Tuyền cũng không phản bác, gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Thực ra Giang Tuyền cũng không sợ, thế giới này vẫn chưa có ai có thể uy hiếp đến hắn, còn Tề Lượng Phu là người hắn tin tưởng. Mà nếu như có kẻ có thể uy hiếp đến hắn xuất hiện, thì cho dù Giang Tuyền có lấy ra hay không, đối phương cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, vì vậy hắn cảm thấy không cần thiết phải che giấu. Nhưng không ngờ hành động của mình lại khiến Tề Lượng Phu lo lắng. Có lẽ đây chính là sư phụ, giống như phụ thân, luôn suy nghĩ chu đáo cho hắn mọi mặt sau đó hai người lại hướng mắt về phía lôi đài lúc này diệp khả nhi đã vung đại đao lao đến trước mặt nguyễn khiết giơ cao đại đao chém xuống nguyễn khiết thấy vậy cũng không hề hoảng loạn vội vàng rút trường kiếm ra ứng phó thế nhưng ken một tiếng trường kiếm trong tay nguyễn khiết đã bị chém đứt làm đôi đại đao vẫn tiếp tục bổ xuống với khí thế không giảm nguyễn khiết vội vàng lách người né tránh đại đao của diệp khả nhi chém xuống mặt đất tạo ra một vết nứt khổng lồ. nhìn thấy cảnh này, nguyễn khiết vô cùng kinh hải, phải biết rằng trường kiếm trong tay hắn là một thanh đạo khí, vậy mà lại bị chém đứt làm đôi dễ dàng như vậy. rốt cuộc thanh đao trong tay nha đầu kia là thần binh lợi khí gì đây? nhưng hắn căn bản không có thời gian để suy nghĩ nhiều, bởi vì diệp khả nhi lại vung đại đao chém tới. trên tay nguyễn khiết lóe lên một chồng lớn phù lục xuất hiện, nhanh chóng ném về phía diệp khả nhi, hỏa diễm phù, dẫn lôi phù trọng lực phù đủ loại phù lục ném ra không tiếc tay tuy nhiên những thứ này căn bản không có tác dụng gì với diệp khả nhi đều bị nàng chém nát cho dù có một số phù lục kịp thời kích hoạt cũng bị đại đao trong tay diệp khả nhi chặn lại căn bản không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào cho nàng chém nát một tấm phù lục diệp khả nhi lại chuẩn bị vung đao chém về phía nguyễn khiết dừng 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 nguyễn khiết vội vàng lên tiếng ngăn cản Diệp Khả Nhi dừng lại, nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Nguyễn Khiết nhìn thanh đao, nuốt nước bọt. Không công bằng, có bản lĩnh thì bỏ đao xuống, chúng ta quyết đấu công bằng, vậy sao? Diệp Khả Nhi lập tức cất đại đao đi, nói đi. Muốn tỉ thí như thế nào, thấy đối phương cất đại đao đi, Nguyễn Khiết thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta so chưa bằng quyền cước đi, Diệp Khả Nhi gật đầu. Được, đến đây đi, trên khán đài, nhìn thấy cảnh này, tề lượng phu tức giận đến mức suýt chút nữa thổ huyết. Tiểu Khả Nhi đang làm cái quái gì vậy? Trực tiếp xử lý hắn ta là được rồi, còn lề mề gì nữa, Giang Tuyền ở bên cạnh vội vàng khuyên nhủ, sư phụ bớt giận. Khả Nhi làm như vậy chắc chắn có lý do và suy nghĩ của nàng ấy, trên võ đài lúc này, Nguyễn Khiết đã xông về phía Diệp Khả Nhi, giơ nắm đấm lên, lôi quang lấp lánh trên đó. Hắn sở dĩ có thể trở thành thánh tử của Thanh Hà Tông, là bởi vì hắn là đơn linh căn hệ lôi, phẩm cấp cũng là địa cấp khủng bố. Tư chất như vậy, ở phương thế giới này có thể nói là mấy vạn năm khó gặp lúc này nguyễn khiết đang không ngừng tăng tốc quanh thân dần dần được lôi quan bao phủ nắm đấm mang theo lôi quan sắp dán xuống người diệp khả nhi nhưng lúc này diệp khả nhi lại nhẹ nhàng dơ nắm đấm nhỏ trắng nõn lên nên đón nhìn thấy vậy khóe miệng nguyễn khiết không khỏi lộ ra nụ cười tàn nhẫn vậy mà dám dùng tay không tiếp lôi đình quyền của hắn thật sự là quá coi thường hắn hắn đã có thể nhìn thấy cảnh tượng Diệp Khả Nhi bị hắn một quyền đánh cho máu thịt bê bét rồi. Trên khán đài của Thanh Hà Tông, lão tổ của bọn họ ngồi ở vị trí đầu tiên nhìn thấy cảnh này, không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn, nha đầu này vẫn còn quá non, vậy mà dám đồng ý so chiêu với Nguyễn Khiết. Phải biết là 10 năm nay, Nguyễn Khiết đã bỏ ra không ít công sức rèn luyện thân thể, huống chi còn có lôi linh căng gia trì. Hắn biết, trận này đã nắm chắc phần thắng, nghĩ đến đây, lão tổ Thanh Hà Tông bưng chén trà bên cạnh lên, định uống một ngụm. Mà bên phía tầm tiên tông, tề lượng phu cả người căng thẳng đến mức không thể căng thẳng hơn. So sánh ra, Giang Tuyền lại bình tĩnh hơn nhiều, không có chút nào căng thẳng. ầm ầm trên võ đài, hai bóng người lớn nhỏ va chạm vào nhau, hai luồng lực lượng khủng bố va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang chấn động màng nhĩ. Ngay sau đó, trong vụ nổ, một bóng người bay ra ngoài, toàn thân máu thịt bê bét, không còn một chỗ nào nguyên vẹn. Rầm, một tiếng, Nguyễn Khiết hung hăng đập xuống võ đài. Nguyễn Khiết kinh hãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé đang đứng trong khói bụi, trên mặt mang theo vẻ không thể tin được. Sao có thể thua được? Không nói đến thuộc tính chiến đấu siêu cường của hệ lôi, hắn còn có cường độ rèn luyện thân thể gần 10 năm, theo lý mà nói thì dù tính toán thế nào cũng không thể thua được. Nguyễn Khiết rất không cam lòng, vừa định vận chuyển linh lực đứng dậy, nhưng đột nhiên, một cơn đau nhói truyền khắp toàn thân, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi ngươi ngươi linh khí của ngươi có độc nguyễn khiết giơ tay chỉ vào dịp khả nhi nói với vẻ không cam lòng sau đó trực tiếp ngất đi nhất thời trên sân yên tĩnh có thể nghe được tiếng kim rơi khán đài cũng yên tĩnh có thể nghe được tiếng kim rơi đặc biệt là bên phía thanh hà tông lão tổ ngồi ở vị trí đầu tiên sắc mặt âm trầm như sắp nhỏ ra nước hắn không ngờ thánh tử mà tông môn bỏ ra đại giới lớn như vậy bồi dưỡng lại thua một tiểu nha đầu hai tháng trước còn là phàm nhân Lúc trước hắn đi tầm tiên tông đã từng gặp qua tiểu nha đầu này, lúc đó hắn nhớ rõ ràng nàng chỉ là một phàm nhân. Nhưng không ngờ chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, đối phương đã trưởng thành đến mức độ như vậy, thậm chí còn hơn cả thánh tử mà bọn họ dùng toàn bộ tài nguyên tông môn bồi dưỡng bấy lâu nay. Có lẽ, chỉ có tên biến thái kia mới có thể bồi dưỡng ra được tên biến thái như vậy trong thời gian ngắn như vậy. Lão quái vật Thanh Hà Tông không khỏi liếc mắt nhìn Giang Tuyền đang bình tĩnh ngồi ở đó. Nhìn Giang Tuyền, trong lòng lão tổ thanh hà tông không khỏi dâng lên một cảm giác chán nản mà lúc này tề lượng phu đang đắc ý nhìn lướt qua các lão tổ tông môn khác vẻ đắc ý trên mặt không sao che giấu được tiểu giang tuyền bản lĩnh dạy dỗ đồ đệ của ngươi không tệ tề lượng phu nhịn không được khen giang tuyền một câu bởi vì thật sự là quá sản khoái nhìn vẻ mặt như ăn phải ruồi của đám lão tổ kia bao nhiêu năm qua lần đầu tiên tề lượng phu cảm thấy sản khoái như vậy Giang Tuyền, sư phụ, ta hơi am hiểu một chút về việc dạy dỗ dục nhân. Ạ. Tề Lượng Phu nghẹn họng, tim cũng nghẹn luôn, thu nhận được một đồ đệ vạn năng, có lẽ cũng là một loại hạnh phúc nhỉ, đúng rồi, vừa rồi Diệp Khả Nhi sử dụng hình như là tiên khí thì phải. Nàng lấy đâu ra tiên khí vậy? Tề Lượng Phu lại nhịn không được hỏi, từ biểu cảm của lão có thể nhìn ra được, tâm trạng của lão tốt chưa từng có. Giang Tuyền giải thích đó là tiên khí có sẵn trong tiên đan đó tề lượng phu gật đầu lão cũng hiểu ra tuy rằng tiên đan kia hấp dẫn linh khí bình thường hiệu quả không tốt lắm nhưng hấp dẫn tiên khí tuyệt đối hiệu quả rất tốt hơn nữa bản thân nó đã có tiên khí còn có thể để cho luyện khí tu sĩ bình thường dễ dàng điều động hiệu quả của nó có thể nói là rất nghịch thiên vừa rồi dịp khả nhi sử dụng chính là tiên khí tên nhóc thanh hà tông kia dù có nghịch thiên đến đâu cũng không thể nào đỡ nổi lúc này người chủ trì trận đấu vội vàng lên đài tuyên bố trận đấu này đến đây kết thúc mọi người nghỉ ngơi giữa giờ chuẩn bị cho trận đấu xếp hạng các lão tổ tông môn có xếp hạng đều không muốn xem tiếp trận đấu tiếp theo nữa bởi vì đệ tử của tông môn bọn họ đều đã bị loại hết rồi nhưng bọn họ vẫn phải xem tiếp nếu không tề lượng phu nhất định sẽ trói bọn họ lại xem cho bằng được ai bảo đây là quy tắc do chính bọn họ đặt ra chứ trận đấu tiếp theo không cần xem cũng biết kết quả Diệp Khả Nhi đứng ở đó, đối phương hoặc là vừa lên đã nhận thua. Hoặc là có chút không cam lòng muốn thử xem sao, kết quả là vừa ra tay đã phun máu ngã gục, trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Rất nhanh Diệp Khả Nhi đã đánh bại tất cả đối thủ, tiếp theo chỉ cần chờ những người kia quyết định ra thứ hạng là được. Kết quả cuối cùng rất buồn cười, tầm tiên tông đứng đầu, phía sau đều là những tông môn trước đó không có xếp hạng. Tề lượng phu nhìn mà trong lòng sảng khoái, để xem các ngươi còn dám đặt ra quy tắc lung tung nữa không, lần này trực tiếp khiến cho tất cả các ngươi đều không có tên trên bảng xếp hạng, hừ. Đấu với ta. Các ngươi còn non lắm, tiếp theo, sắp bắt đầu trận đấu của các đệ tử trúc cơ kỳ. Thứ hạng tông môn cũng sẽ được xếp hạng trong lần này. Đám lão quái vật kia vốn tưởng rằng Giang Tuyền sẽ không lên đài, đến lúc đó bọn họ còn có hy vọng. Kết quả là, Giang Tuyền trực tiếp đứng dậy, bay người lên trực tiếp nhảy lên võ đài. Nhất thời, đám lão quái vật kia biết là xong đời, ủ rũ ngồi im tại chỗ. Thiên tài mà tông môn bọn họ bỏ ra vạn năm bồi dưỡng cũng không phải là đối thủ của Giang Tuyền, những đệ tử chân chính mới gia nhập này làm sao có thể là đối thủ của hắn được. Vì vậy, khi Giang Tuyền lên đài, bọn họ biết lần xếp hạng này tiêu rồi, với tính nết của lão già tề lượng phu kia, bọn họ không tin là lão sẽ không dặn dò gì Giang Tuyền tề lượng phu nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội chế nhạo này, lần lượt dùng ánh mắt chế giễu nhìn bọn họ. Rất nhanh, các đệ tử tông môn lần lượt lên đài, võ đài nhất thời chật kín người. Điều kỳ lạ là, những đệ tử tông môn không có xếp hạng lại theo bản năng tiến về phía Giang Tuyền. Giang Tuyền cũng không từ chối, để mặc cho bọn họ tới gần, nhất thời, trên võ đài hình thành hai phe rõ rệt, một phe là do Giang Tuyền dẫn đầu, là những đệ tử tông môn không có xếp hạng một phe là những đệ tử của 20 tông môn đứng đầu. Tuy nhiên, có một người đứng phía sau Giang Tuyền, nhãn cầu không ngừng đảo quanh. Không sai, hắn là đệ tử của một tông môn có xếp hạng. Sau khi xem qua trận đấu vừa rồi, hắn biết, lần này không thể dùng lẽ thường để tranh giành thứ hạng, nếu không sẽ bị loại trực tiếp. Vì vậy, trước khi lên đài, hắn đã cố ý hỏi thăm trưởng bối tông môn về chuyện của Giang Tuyền, vì vậy hắn mới nghĩ ra kế hoạch này chỉ cần giả vờ đứng về phía gian tuyền đến lúc đó chờ gian tuyền loại bỏ hết những người khác hắn đương nhiên sẽ được vào vòng trong trực tiếp có thể giành được thứ hạng cho dù không thể giành được hạng nhất ít nhất cũng có thể giành được hạng hai dù sao những tông môn không có xếp hạng kia đều là đám ô hợp căn bản không phải là đối thủ của hắn lão tổ tông môn nghe được kế hoạch của hắn cũng tỏ vẻ ủng hộ còn khen hắn là đại thông minh trên võ đài gian tuyền tay cầm chiếc phiến đứng đó Đối diện một đám đệ tử đại tông môn cảnh giác nhìn hắn, rất nhiều người đều lộ ra vẻ e ngại. Tuy rằng chưa từng chính thức giao thủ với Giang Tuyền, nhưng về cơ bản mọi người đều từng nghe qua truyền thuyết về hắn, lần trước sau khi các vị lão tổ tông môn trở về đều kể lại tình hình của hắn, cho nên mọi người đều đã từng nghe qua. Bắt đầu, người chủ trì đột nhiên lên tiếng, lập tức, đám người đối diện Giang Tuyền giống như đã thương lượng trước, đồng thời cùng nhau xông về phía Giang Tuyền mọi người đều biết, nếu không liên thủ, căn bản không có khả năng là đối thủ của Giang Tuyền. Nhìn đám người đang xông tới, Giang Tuyền vung chiếc phiến trong tay lên, lập tức, một cổ đại đạo chi lực huyền diệu khó lường tản mát ra từ chiếc phiến. Đám người kia lập tức cảm nhận được một cổ cự lực đáng sợ đánh úp tới, cổ lực lượng này lớn đến mức khiến sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Tất cả mọi người đều liều mạng chống đỡ, nhưng vô dụng, trực tiếp bị cổ cự lực kia đẩy bay ra ngoài, bay ra khỏi võ đài. Ngay sau đó, Giang Tuyền đột nhiên quay đầu lại, chiếc phiến lần nữa vung lên, tên đại thông minh kia trực tiếp bay ra ngoài, bay ra khỏi võ đài. Giây phút này, toàn trường yên tĩnh, cái này. Cứ như vậy mà kết thúc rồi, nhiều đệ tử được tuyển chọn kỹ lưỡng bồi dưỡng như vậy, cùng nhau xông lên mà cũng không đỡ nổi một chiêu của người ta, tuy rằng đám lão quái vật kia đã sớm dự đoán được kết quả này, nhưng bị loại bỏ một cách dễ dàng như vậy, vẫn khiến bọn họ có chút khó mà tiếp nhận, lúc này từng người từng người sắc mặt khó coi ngồi im tại chỗ. Trong lòng bọn họ lúc này chỉ có một suy nghĩ, rốt cuộc lão già họ tề này đã tìm được tên đồ đệ yêu nghiệt này ở đâu vậy, còn nữa không, so với bọn họ, tề lượng phu cười đến mức mặt mày hớn hở. Lão rất muốn cười to lên một tiếng, nhưng vì giữ hình tượng, cho nên vẫn luôn nhìn xuống. Các đệ tử ở phía dưới cũng đều bị trận đấu nhanh gọn lẹ này dọa sợ, phải biết những đệ tử lên đài kia đều là thiên tài của tông môn bọn họ ngày thường đều là tồn tại cao cao tại thượng kết quả ngay cả một chiêu của người ta cũng không đỡ nổi người có cảm xúc sâu sắc nhất chính là thẩm thanh ninh lúc này trong lòng nàng có thể nói là ngũ vị tạp trần phải biết trong số những người lên đài kia cũng có người nàng quen biết ngày thường nếu bọn họ đến tông môn cả tông môn đều phải cung kính với bọn họ không nói đến thân phận của người ta chỉ nói tu vi trúc cơ của người ta cũng là tồn tại mà bọn họ phải ngưỡng mộ bây giờ nàng mới hiểu hành động lúc trước của mình nực cười đến mức nào kỳ thật bây giờ nàng đã hối hận rồi nếu như lúc trước nàng đối xử tử tế một chút với tính cách dễ gần của người ta thật sự có khả năng sẽ nhắc nhở nàng vài câu nói không chừng có thể khiến thẩm gia tránh được kiếp nạn này trận đấu thứ nhất kết thúc các vị đệ tử nghỉ ngơi giữa giờ chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo Lúc này người chủ trì rốt cuộc cũng phản ứng lại, tuyên bố. Lúc này có mấy vị lão quái vật đã đứng dậy rời đi, dù sao đệ tử tông môn của bọn họ đều đã bị loại, trận đấu tiếp theo cũng không còn chút quan hệ nào với bọn họ, ở lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tề Lượng Phu không ngăn cản bọn họ, chỉ cười nhìn bọn họ rời đi. Không cần phải nói, Giang Tuyền đứng trên võ đài, người lên đài trực tiếp nhận thua, cuối cùng vị trí thứ nhất chắc chắn là của Giang Tuyền rồi. Sau khi Giang Tuyền xuống đài, trận đấu lại bắt đầu tranh giành vị trí thứ hai. Trở lại bên cạnh Tề Lượng Phu, Giang Tuyền cười nói, sư phụ, may mắn không làm nhục mệnh lệnh, Tề Lượng Phu vuốt ve bộ râu, tâm trạng rất tốt, đồ nhi này của ta. Ta không ngủ công thu nhận ngươi, làm sư phụ nở mày nở mặt, Giang Tuyền chấp tay, vậy sư phụ, ta xin cáo từ trước, nghe Giang Tuyền nói vậy, nụ cười trên mặt Tề Lượng Phu biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ủ rũ, đi đi, đi đi thiên hạ không có tiệc nào không tàn, ngươi cũng có con đường của riêng mình phải đi, Giang Tuyền gật đầu, sau đó vẫy tay với Diệp Khả Nhi ở phía xa. Đợi Diệp Khả Nhi đi tới, Giang Tuyền lên tiếng, quỳ xuống. Khấu đầu với sư gia ngươi, Diệp Khả Nhi không chút do dự, trực tiếp quỳ xuống, dập đầu với tề lượng phu một cái thật kêu. Giang Tuyền, sư phụ, ta có chút đặc thù, để Khả Nhi thay ta dập đầu với người mấy cái vậy, nhìn thấy vậy, tề lượng phu có chút đỏ mắt, Liên tục gật đầu, tốt, tốt, tốt. Đứa bé ngoan, Khả Nhi cũng là đứa bé ngoan, nói xong vội vàng đứng dậy đỡ Diệp Khả Nhi lên. "Sư phụ, tạm biệt." Giang Tuyền kéo Diệp Khả Nhi, nói với tề lượng phu một tiếng, sau đó vung chiếc phiến trong tay lên, mở ra, trực tiếp biến mất không thấy. Trong một khu rừng rậm rạp, thân ảnh Giang Tuyền và Diệp Khả Nhi đột nhiên xuất hiện. "Chính là nơi này." Giang Tuyền nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói. Diệp Khả Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, sư phụ, chúng ta đến đây làm gì, Giang Tuyền, đến lấy một thứ, nói xong, không đợi Diệp Khả Nhi lên tiếng, chiếc phiến trong tay đột nhiên vung lên không trung, lập tức, hư không sụp đổ, một khe nứt không gian khủng bố bị xé rách ra. Bên trong khe nứt điện quang lôi đình, mang theo áp lực đáng sợ. Giang Tuyền quay đầu nhìn Diệp Khả Nhi, Khả Nhi, lát nữa ta sẽ đưa ngươi đến một nơi, lão lư ở đó, hai ngươi ở bên trong chờ ta, Đợi ta giải quyết xong việc sẽ đến đón ngươi, dạ. Sư phụ. Diệp Khả Nhi có thể nói là vô điều kiện tin tưởng Giang Tuyền, cho nên trực tiếp đồng ý, Giang Tuyền gật đầu, vung chiếc phiến trong tay lên, Diệp Khả Nhi liền biến mất không thấy. Sau đó, Giang Tuyền trực tiếp nhảy vào khe nứt không gian kia. Không lâu sau, khe nứt không gian khép lại, biến mất không thấy, giống như chưa từng xuất hiện. Đợi đến khi Giang Tuyền mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình đang ở một nơi khiến người ta tâm hoảng thần di. Nơi này chim hót hoa thơm, bướm bay lượn, suối nước trong chảy róc rách, trên mặt đất đầy hoa tươi, quả ra hương thơm dễ chịu. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cây đại thụ to lớn đứng sừng sững giữa trời và đất, tán lá rậm rạp che khuất cả một vùng trời. Không sai, đây chính là thế giới thụ của thế giới này. Đột nhiên, trong đan điền của Giang Tuyền đột nhiên truyền đến một trận nóng rực, tiếp theo là giọng nói của Trung Ly vang lên trong đan điền của Giang Tuyền, Chủ nhân, ta muốn nuốt chửng nó, chưa kịp đợi Giang Tuyền trả lời, đột nhiên. Nhân loại, ngươi đến đây làm gì? Giữa thiên địa đột nhiên vang lên một giọng nói cổ xưa và tang thương, không phân biệt được nam hay nữ. Giang Tuyền, đến vì ngươi, vì ta. Nhân loại, ngươi có biết ngươi đang đối mặt với thứ gì không? Giữa thiên địa lại vang lên một giọng nói, có thể nghe ra được sự phẫn nộ trong đó. Giang Tuyền, hoặc là đi theo ta. Hoặc là, ta sẽ nhổ tận gốc ngươi mang đi, ngông cuồng. Ngươi tự tiện xông vào thế giới bản nguyên chi địa vốn dĩ chính là trọng tội, vậy mà còn muốn nhổ tận gốc ta, ngươi đã phạm vào cấm kỵ rồi, trong nháy mắt, sắc trời đột nhiên thay đổi, cả thiên địa đột nhiên chấn động, đồng thời một cổ áp lực khủng bố ngưng tụ giữa thiên địa, hung hăng ép xuống Giang Tuyền. Giang Tuyền giơ chiếc phiến lên, miễn cưỡng chống đỡ cổ khí tức này. Ta nói, Muốn gió. Giữa thiên địa, đột nhiên truyền đến một giọng nói. Theo giọng nói kia vang lên, sắc trời đột nhiên tối sầm lại, tiếng gió hú hú đột nhiên vang lên từ bốn phương tám hướng. Cơn gió kia giống như dao, quét qua nơi nào, thực vật đều bị nghiền nát. Giang Tuyền đứng trong gió, trường bào bị thổi bay phần phật, kèm theo đó là những tia lửa bắn ra liên tục khi gió cào lên trường bào của hắn. Trở thành ánh sáng duy nhất giữa trời đất này. Giang Tuyền tay cầm chiếc phiến đứng im tại chỗ, lạnh lùng nhìn cơn gió như dao cứa vào người. Tiếng đinh đinh đang đang không ngừng vang lên trên trường bào của Giang Tuyền. Thứ này của ngươi căn bản không có tác dụng gì với ta. Vẫn là nên dùng chút thực lực đi. Giang Tuyền thản nhiên nói. Ta nói, muốn lôi. Thế giới thụ dường như bị Giang Tuyền chọc giận, giọng nói đột nhiên vang vọng giữa thiên địa. Lời vừa dứt trên bầu trời đột nhiên bắt đầu điện quang lôi đình, từng tia sét xuyên qua tầng mây đen. Gió vẫn không ngừng thổi, giữa trời đất đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy hình trụ khổng lồ như nối liền trời đất, trụ lốc xoáy đen kịt không ngừng xoay tròn trên không trung, khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Mà lúc này, cơn lốc xoáy che khuất cả bầu trời đang hướng về phía gian tuyền thổi tới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Sấm sét ngưng tụ trên bầu trời, đột nhiên hóa thành một tia sét to bằng chậu rửa mặt bổ xuống Giang Tuyền. Lúc này, Giang Tuyền đột nhiên ra tay, chiếc phiến trong tay hung hăng vung về phía cơn lốc xoáy. Lập tức, một cổ khí tức huyền diệu khó lường xé rách hư không, chém đôi cơn lốc xoáy, cơn lốc xoáy không thể duy trì được nữa chỉ có thể ngày càng yếu đi, cuối cùng tiêu tan không thấy. Mà lúc này, tia sét giáng xuống, Giang Tuyền dùng chiếc phiến trong tay đâm thẳng lên trời. Quanh, tia sét đánh trúng chiếc phiến, tia sét tứ tán, bung ra, giống như tạo thành một chiếc ô sấm sét khổng lồ trên không trung, che khuất cả một vùng trời. Giang Tuyền ngẩng đầu nhìn sấm sét trên không trung, linh lực trong tay không ngừng truyền vào chiếc phiến. Khi từ trong chiếc phiến thoát ra, đã hóa thành một cổ năng lượng cực kỳ khủng bố, trực tiếp lao thẳng lên trời, đâm thẳng vào đám mây đen. Quanh, cổ lực lượng kia mang theo sấm sét trở lại không trung, tạo thành một vụ nổ lớn. Trong nháy mắt, mây đen tan đi, Bầu trời lại hiện ra, thiên địa khôi phục lại ánh sáng, thế giới dường như khôi phục lại sự yên tĩnh. Giang Tuyền cầm chiếc phiến bay người lên, hướng về phía thế giới thụ bay tới. Nhân loại, dừng tay, ngươi không nên đến đây. Giọng nói của thế giới thụ vang vọng giữa thiên địa, nhưng dường như đã không còn khí thế như trước nữa. Nhân loại, rốt cuộc ngươi muốn gì? Chỉ cần ngươi nói, bất kể là thiên tài địa bảo gì ta đều có thể cho ngươi. Thế gian Tuyền không hề dao động, giọng nói của thế giới thụ rõ ràng mang theo một tia sợ hãi. Nhân loại, nếu ngươi lấy ta đi, sẽ làm tổn thương đến bản nguyên của thế giới này. Giọng nói của thế giới thụ lại vang lên lần nữa. Giang Tuyền đang bay trên không trung, đột nhiên cười một tiếng, ngươi là thế giới thụ, không phải thế giới chủng, cũng không thể đại diện cho phương thế giới này. Không có ngươi, thế giới này vẫn sẽ sinh ra thế giới chủng ngươi chỉ là sợ bản thân không thể tồn tại mà thôi như bị gian tuyền vạch trần tâm tư lá cây của thế giới thụ đột nhiên rung lên trong nháy mắt cả thiên địa lại đột nhiên tối sầm lại lần này khác với lúc trước nơi gian tuyền đang đứng đột nhiên nứt ra một khe nứt không gian khổng lồ xuất hiện bên trong tỏa ra khí tức khiến người ta hít thở không thông không chỉ như vậy thời gian giữa thiên địa dường như dừng lại tốc độ tiến về phía trước của gian tuyền trở nên chậm chạp dị thường sấm sét lại ngưng tụ giữa thiên địa lốc xoáy lại hình thành, mặt đất đột nhiên phun ra ngọn lửa, một cổ trọng lực khủng bố ngưng tụ xong trên không trung, đang chuẩn bị ép xuống gian tuyền. Một cổ lực kéo liên quan đến sinh mệnh đột nhiên xuất hiện, kéo lấy sinh mệnh lực của gian tuyền. Còn có đủ loại quỷ khí, sát phạt chi khí, tu la chi khí, âm dương nhị khí, đều đồng loạt tấn công gian tuyền. Cả thiên địa hỗn loạn, trời long đất lở, thế giới sụp đổ. Bên trong lục giả tiên tông, tề lượng phu đang xem tỷ thí xếp hạng, đột nhiên sắc mặt lão biến đổi vội vàng bấm ngón tay tính toán thế giới thụ sao lại xảy ra chuyện là ai tại sao tính không ra thế giới thụ là do tề lượng phu tự tay trồng sau khi có được thế giới chủng khác với gian tuyền có thể hấp thu thế giới chủng trên thực tế những người khác đều là trồng trọt bởi vì trong quá trình sinh trưởng của thế giới thụ sẽ sản sinh ra các loại đại đạo diễn biến điều này có tác dụng không thể tưởng tượng nổi đối với việc tu sĩ lĩnh ngộ đại đạo sở dĩ tề lượng phu có thể đạt tới thần cấp phần lớn là do đã chứng kiến quá trình diễn biến đại đạo trong quá trình sinh trưởng của thế giới thụ đương nhiên chứng kiến cũng chưa chắc đã có thể đạt tới thần cấp vẫn là phải xem mộ tính của mỗi người dù sao thế giới nhiều như vậy thế giới thụ đương nhiên cũng không ít nhưng người thành thần thì có được mấy người cho nên đối với tề lượng phu mà nói thế giới thụ rất quan trọng không nói đến những thứ khác thế giới thụ đối với sự ổn định và phát triển của bản thân thế giới cũng cực kỳ quan trọng thế giới này có thể tấn thăng lên tiên giới hay không còn phải xem sự sinh trưởng của thế giới thụ cho nên thế giới thụ không thể xảy ra bất kỳ sơ suất nào nghĩ đến đây cả người tề lượng phu đột nhiên biến mất không thấy trực tiếp đi tới nơi thế giới thụ tọa lạc nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha